Này giờ bắt cá chim to nha cô chú anh chị, cá chim siêu khủng. Này 25 rồi. Mình ven cũng cơm mới đấy. 52 có bên 03. 25. Thả mấy con cá à, từ năm công ty rồi.
không? Đường này tôi thấy à? Thái nằm lâu rồi.
luôn rồi à? Đi kia tới nhỉ. À, có xe khác bắt nữa. Nhỏ đây. Má chim về sau còn nuôi bụng hơn chim về trước đấy khám rồi. Không có bụng. Đâu đúng rồi, có con chim có số con chim dưỡng hơn mình có. Đó là không có. Nó đâu có đều rồi. Không phải đều đâu. Chim khổng lồ. Chim khổng lồ nghe cô chú vậy. Chim to không à? Hai ba con chim gì đó thôi.
chim bớt từ giờ là bỏ bớt lên xe nữa. Bắt cá chim to nha cô chú anh chị, cá chim siêu khủng 2-3 ký, ký mấy 2-3 ký có nha cô chú anh chị, chim to không nha. Đưa lên kia, cái cuộn nhỏ đưa lên kia, cái cuộn nhỏ để đây cho bác, để nó bên dưới người ta. Lấy cái bao, để mấy chú bắt bỏ vô cho. Tháng nào thiếu? Yeah. Cho cái ông vào đấy. Yeah, không thì bỏ vô đây cho bạn đây này. Thả ra nhá. Không em. Để đi cho người ta mà. Để bắt sau đi, để bắt sau tất cả. Bắt sau đây. Đúng không? Có nhiều cái, được chưa? Được làm gì được tắm cái gì? Nó không chịu nhả luôn mà, kéo là xích cái hộp răng. Được tắm rồi hả? Cái gì mà ghê vậy? Rồi, chưa nó thả nhớ tao nó nhắn hàng người đó. Đấy đúng không? Đúng không? Nhớ lấy còn ăn chứ. Nó có giấy mà. Thế ơi, tôi chú mấy cái bao trên đó rồi. Không, tại có giấy, đây còn giấy để bố nhất về trong này còn bố không à? Không bằng con đây đâu, đây có con bự lắm. Đây chim là gì ăn? To lắm rồi, chim hả?
chưa 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 ngâm nước thì nó bị tí rồi ơi. Mẹ, 200 cá chim luôn đi. Đúng rồi, ba con này đã dưới rồi, đã bảy rồi. Chim nó cắn môi. Đi quá, chim nó cắn môi. Ba muốn về sáng đi không? Chim nó cắn môi. Rồi, rồi. Hai bao nữa. Đau quá. Chim mình đang bao rồi. Rồi. Thấy không? Rồi. Mình coi TikTok mình xem TikTok mình nhớ cái câu gì mình quên mất rồi. Khi kêu cái gì mà trứng ra mọi người chống cái câu mà lại có trứng à, cái hơn cái kêu gì mình nhớ đi rồi đấu đấu thấy không hơi nặng nghe hơi nặng cũng được vợ bên này bọc cả em cho cái dàn cả đấy vô đây cho anh. Không biết rồi. Không biết rồi. Cá tự nhà cô chú chị. Hết nhẫn ra ngoài. Sống hết chiều 50. Chừng trăm luôn. Còn khỏe ghê. Đây là lỗ tự với cá tắc lát nha cô chú chị. Này là kỹ, tài tự kỹ con không? Rồi hết cô chú chị ơi, em kết thúc video nha cô chú chị. Ừ. Cảnh giả chưa? Ừ.